Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Truyện biên dịch, hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina, qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh, chương 362. Tuổi trẻ khinh cuồng. Nghe được lời của Tạ Tá Mộc, Trường Sinh cùng với Trương Mặc suýt nữa cười ra tiếng. Người bên ngoài đều là đến chết vẫn sĩ diện, Tạ Tá Mộc thì là phương pháp trái ngược. Không cần mặt mũi, không muốn chịu tội, vì giữ được tính mạng, không có chút nào khí tiết, hoàn toàn không có giới hạn thấp nhất. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trường Sinh cố nén cười, gật đầu nói: Ngươi trở về tận lực tìm hiểu tin tức, lần sau nếu như bọn hắn còn phái ngươi đến, liền như hôm nay như vậy, trước tiên đem ngươi bắt lại, sau đó nghĩ cách để ngươi toàn thân trở ra. Tạ ơn Trường Sinh quân, tạ ơn Trương Mặc tiểu thư, Tạ Tá Mộc luôn miệng nói tạ. Lúc này binh sĩ ngoài trướng đã nghe tiếng tiến vào trướng. Trương Mặc hướng bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu cho bọn hắn trước tiên lui ra, ngược lại hướng Tạ Tá Mộc nói: Ngươi chớ vội nói lời cảm tạ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi sợ chết như vậy, vì sao còn muốn làm tử sĩ? Ta không muốn làm, là bọn hắn bức ta làm. Tạ Tá Mộc liên tục không ngừng nói. Ta là người đông doanh tới đại đường mưu sinh, nói tiếng Hán lại biết võ công, bọn hắn liền bức ta xung làm ngọc vỡ tử sĩ. Mỹ tử còn tại đông doanh chờ lấy ta, ta còn muốn gặp lại nàng, không muốn chết ở trung thổ. Đợi Trương Mặc gật đầu, Trường Sinh lại mở miệng nói: Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào đều nói với ta lời nói thật. Chỉ cần nói thật, ta liền nhất định không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi nói láo gạt ta, dù chỉ có một lần, ta cũng làm cho ngươi có đến mà không có về. Được được, ta đã nhớ kỹ, tuyệt đối không nói láo, Tạ Tá Mộc miệng đáp ứng. Mắt thấy Trường Sinh không tiếp tục hỏi, Trương Mặc liền gọi binh sĩ đem Tạ Tá Mộc dìu ra ngoài, mang đến chuồng ngựa giam giữ. Đợi binh sĩ đem Tạ Tá Mộc khiêng đi, Trương Mặc cười rồi ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh. Tên oan nhân mặc dù tham sống sợ chết, lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Trường Sinh cười nói: Đúng vậy, nghĩ sao nói vậy, chân tiểu nhân cũng không làm cho người ta chán ghét. Làm người chán ghét chính là ngụy quân tử, khẩu thị tâm phi. Đúng, Trương Mặc gật đầu. Người này về sau có lẽ có tác dụng lớn. Trường Sinh gần đầu rồi thẳng thân đứng dậy. Ta có mang cho ngươi cùng với đại ca ít đồ, ta ra ngoài lấy vào. Thong thả đi, Trương Mặc đưa tay kéo hắn lại. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nếu như bọn hắn thật sự bắt ta, ngươi có giao thành cốt mà bọn hắn nói ra hay không? Trương Mặc cười hỏi. Sẽ. Trường Sinh không hề nghĩ ngợi rồi trả lời. Ngươi có biết hay không, khi giao ra thành cốt, khả năng sẽ làm hỏng đại đường quốc vận, tai họa tới ngàn vạn lê dân. Trương Mặc giống như cười mà không phải cười. Biết. Trường Sinh gật đầu. Vậy ngươi còn giao ra thành cốt hay sao? Trương Mặc hỏi. Trường Sinh nói: Ta quan tâm tới đại đường quốc vận, ta cũng quan tâm tới bách tính lê dân, nhưng ta chắc chắn sẽ không vì bọn hắn mà hy sinh ngươi. Lại nói, cái vò châu cốt kia chính là ta ngoài ý muốn đoạt được, cùng lắm thì cho bọn hắn, sau đó làm lại từ đầu. Ngươi không sợ thế nhân mắng ngươi hay sao? Trương Mặc cười hỏi. Bọn hắn dựa vào cái gì mắng ta? Ta cũng không nợ bọn hắn. Trường Sinh trừng mắt. Chẳng lẽ phải nhất định ta quân pháp bất vị thân, bọn hắn mới hài lòng hay sao? Cút sang một bên đi, ta khẳng định bất diệt, ngay cả thân nhân đều có thể diệt, còn nói cái gì trung nghĩa. Nếu có một ngày hoàng thượng. Không đợi Trương Mặc nói xong, Trường Sinh liền khoát tay ngắt lời nàng. Ta cũng không nợ hắn. Nếu như hắn thông minh, tốt nhất đừng để ta rơi vào lựa chọn với các ngươi, nếu không hắn nhất định phải thất vọng. Không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Trương Thiện ở ngoài trướng truyền đến thanh âm, lập tức vén lên mành lều. Trương Thiện bước vào, nghiêm mặt trách cứ: Tuổi trẻ khinh cuồng, nhỏ hẹp tà đạo. Thấy Trường Sinh nhận trách cứ, Trương Mặc vội vàng hướng hắn đưa mắt liếc ý một cái. Ngươi không phải cho đại ca mang ít đồ vật hay sao, còn không lấy đến?
Trường Sinh thuận lợi thoát thân, đi ra ngoài, từ trên lưng Hắc công tử tháo xuống rượu cùng hoa quả. Hai vò rượu Bồn Phong đêm qua bị mưa to làm tán vỡ, bất quá bên trong còn có mấy tầng lá sen. Vò rượu bên trong không có nước dính vào, mùi rượu cũng chưa từng tiêu tán. Bất quá hoa quả thì không được. Một đường sóc này mang tới nho đã hỏng hơn phân nửa, còn lại đều từ trên cành chóc ra. Trường Sinh đem đồ vật chuyển vào đại trướng. Trương Mặc đem những quả nho chưa có hỏng rửa đi, bưng tới cho Trương Thiện một chút, còn lại bỏ vào cái kệ gỗ ở giữa mình cùng với Trường Sinh. Ba người ăn nho tùy ý nói chuyện phiếm. Trương Mặc so với Trường Sinh lớn hơn 8 tuổi, mà Trương Thiện thì so với Trương Mặc hơn tận 20 mấy tuổi. Trong mắt Trương Thiện, Trương Mặc cùng với Trường Sinh đều là trẻ con. Hoàng thượng sắc phong ngươi là thân vương, thân là thần tử, lẽ ra trước tiên cảm niệm, phía sau lại tận trung. Những lời đại nghịch bất đạo như lúc trước, về sau không nên nói nữa. Thấy Trường Sinh bị phê bình, Trương Mặc liền muốn ra mặt giảng hòa. Chưa từng nghĩ tới Trương Thiện đối với nàng cũng không khách khí, không đợi mở miệng liền bất mãn nhìn nàng một chút. Người so với hắn lớn hơn nhiều như vậy, lẽ ra ân cần thiện dụ, lúc nào cũng chỉ dẫn, người đây là thế nào? Động tình loạn thần, vậy mà để cho hắn phải tiến hành lựa chọn giữa người với triều đình, đúng là bất tuân trung nghĩa, đại nghịch bất đạo. Đại ca, nàng không có để cho ta. Không đợi Trường Sinh nói xong, Trương Thiện liền ngắt lời hắn. Mạnh tử đã có lời, nghèo thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì kiêm tể thiên hạ. Âm dương thừa phụ, thiên đạo rõ ràng. Thượng thiên chiều của ngươi như thế, ân trạch tạo hóa vào một thân, ngươi lẽ ra mang ơn, tế thế an dân báo thiên ân. Ngươi thì tốt rồi, đem thiên phú đoạt được coi như của bản thân tư hữu, trong lòng chỉ có tư tình nhi nữ, hoàn toàn không có quốc dân đại nghĩa. Mắt thấy Trương Thiện ngữ khí nghiêm khắc, Trương Mặc có chút giận. Đại ca, người ta khó đến được một chuyến, người chuyện bé xé ra to nói mãi không xong. Trường Sinh, đi, không nghe hắn nói. Trương Mặc nói xong liền đứng dậy liền đi, nhưng nàng có thể đi, Trường Sinh cũng không dám đi. Tại hai bên nhìn quanh, do dự, rồi Trường Thiện lại nói lần nữa. Người cấp thiết từ nhiệm hộ bộ cùng với ngự sử đài việc cần làm, nhìn như là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bao bò giữ mình. Kỳ thực tự cho là đúng, vọng đoán thành ý. Nhưng có từng nghĩ tới người cấp thiết như vậy treo ấn tử quan, khiến cho hoàng thượng ở chỗ nào, triều đình văn võ bá quan cùng với trợ búa dân chúng sẽ đánh giá hoàng thượng như thế nào? Chẳng lẽ hoàng thượng là cái dạng điều tận cung tàng, bạc tình bạc nghĩa hôn quân hay sao? Không có người nào ưa thích bị người khác phê bình, Trường Sinh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng không thể không nói Trương Thiện nói có đạo lý. Mình không giảm nổi tử quan treo ấn, quả thực có ý kịp thời bước ra, tránh xa khỏi họa. Thấy Trường Sinh ngồi không nhúc nhích, Trương Mặc xoay người lôi kéo. Đi thôi. Chờ một chút, Trường Sinh thấp giọng nói. Trường Sinh không đi, Trương Mặc liền xoay người nhìn về phía Trương Thiện. Đại ca, Trường Sinh hiện tại là thân vương, ngươi đừng coi hắn là tiểu hài tử. Hắn đã tốt rồi, ngươi cũng không thể soi mói. Trứng gà bên trong tìm xương, chọc hắn giận, về sau không tới, ngươi nói ai đi. Sẽ không, đại ca nói có đạo lý, Trường Sinh vội vàng nói tiếp. Trương Thiện khoát tay nói, được rồi không nói, người trước tiên dẫn hắn đem quần áo ướt đổi lại, sau đó cùng hắn bốn phía đi dạo đi. Nghe được lời của Trương Thiện, Trường Sinh như được đại xá, vội vàng đứng dậy cáo lui. Trong quân không thể so với nơi khác, người cũng không thể so với người bên ngoài. Trương Thiện nói, ở trong doanh nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai mau trở về. Vâng vâng, Trường Sinh liên tục gật đầu. Trước mặt chỉ sợ Trường Sinh sinh khí, đợi đến lúc rời đi đại trướng liền thấp giọng nói, gần nhất trong quân phát sinh nhiều biến cố, đại ca tâm tình cũng không phải là tốt, hắn nói ngươi, ngươi chớ có để vào trong lòng. Ta không có sinh khí, nói ta cũng không phải là một hai lần. Trường Sinh thuận miệng hỏi, trong quân có biến cố gì? Trương Mặc mang Trường Sinh đi tới chỗ ở của mình, cùng lúc đó mở miệng nói. Thời điểm vừa mới chủ hoạch kiến lập tân quân còn chưa có thực chiến, chúng ta chỉ có thể trên đường hành quân tiến hành diễn luyện. Kể từ đó tốc độ hành quân liền chậm chạp, Dương Thủ Lượng cũng rảnh rang chuẩn bị chiến đấu, cho chúng ta thiết kế thêm không ít trở ngại.
Bắt người trước tiên bắt ngựa, bắt giặc trước tiên bắt vua, Trường Sinh nói. Trương Mạc khoát tay lắc đầu. Con đường này làm không được. Hán Trung đất rộng, nhiều người, khá là giàu có. Biết được chúng ta muốn tới thảo phạt, Dương Thủ Lượng bỏ ra nhiều tiền, chiêu mộ không ít tà phái cao thủ. Bên người cao thủ như mây, phòng vệ nghiêm mật. Giống như hôm nay giải thi độc, sự tình này chính là mời chào yêu đạo tiểu đạo tử gây nên. Thời khắc Trường Sinh nhíu mày, Trương Mạc lại lần nữa nói. Không biết người có phát hiện hay không, trong quân đồng đạo ít đi rất nhiều. Ta có chú ý tới, Trường Sinh nói. Lúc trước ở trong trung quân đại trướng, nhìn thấy người trong đạo môn quả thực so với trước đây ít đi rất nhiều. Trương Mạc gật đầu. Việc này cũng là do Dương Thủ Lượng gây nên. Chúng ta đường binh mã này có nhiều tam thanh đồng đạo. Vì để suy yếu đi chúng ta, Dương Thủ Lượng thi xuất kế sách rút củi dưới đáy nồi, âm thầm phái người tiến tới các nơi ly cung làm loạn quấy nhiễu. Lưu tại ly cung đa số là lão ấu bệnh tàn, rơi vào đường cùng có rất nhiều đồng đạo chỉ có thể trở về ly cung kháng địch tự vệ. Vậy mà hèn hạ như thế, Trường Sinh nhíu mày. Dương Thủ Lượng hiện tại ở nơi nào? Nghe được lời của Trường Sinh, Trương Mạc lập tức đoán ra được ý đồ của hắn, vội vàng khoát tay. Ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Trước đây chuyện ngươi dẫn người tập kích Giang Hoài chúng ta đều biết, nhưng cùng với tập kích Giang Hoài có khác biệt. Lần này Dương Thủ Lượng bên người cao thủ như mây, muốn tập kích ám sát tuyệt đối không thể. Cao thủ như mây, Trường Sinh thuận miệng lặp lại. Đúng. Trương Mạc nhận ra sự khinh thường trong lời nói của Trường Sinh. Cửu Châu rộng lớn, tứ hải bao la, có thể nói nhân tài đông đúc, tàng long ngọa hổ, cao thủ xa so với tưởng tượng của chúng ta muốn nhiều hơn. Thời điểm trước vũ cử tỷ thí cũng không có gặp được bao nhiêu tử khí cao thủ, Trường Sinh nói. Trương Mạc lắc đầu. Ngày đó những người trong giang hồ phụng chiếu tới kinh thành bất quá là 1-2 phần 10. Trừ cái đó ra còn có đại lượng cao thủ cũng lưu lạc chợ búa hoặc là ẩn cư sơn dã. Trong đó không thiếu những dị loại có đạo hạnh cao thâm có thể hóa người. Dương Thủ Lượng thủ hạ có yêu tà quỷ mị hay sao? Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Có, mà còn không chỉ có một cái. Trương Mạc gật đầu. Trước đây ta cũng đi qua không ít địa phương, cũng không có phát hiện có bao nhiêu tử khí cao thủ cùng với yêu tà quỷ mị, Trường Sinh nói. Trương Mạc lắc đầu. Những địa phương kia ngươi mặc dù đi qua lại chưa từng đi khắp nơi. Tựa như đi Trường An, ngươi mặc dù ở tại nơi đấy lại chưa từng đi mỗi con đường, cũng chưa tiến vào mỗi tòa phòng ốc. Trường Sinh nghe vậy chậm rãi gần đầu. Trương Mạc nói thật sự có đạo lý. Mặc kệ là chuyến đi Tây Bắc hay là chuyến đi Tây Nam, hắn cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đi qua một chuyến, mà chưa từng đặt chân mỗi chỗ thành trì, lại càng chưa đi qua mỗi phiến sơn dã. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi tới doanh trướng của Trương Mạc. Sau khi tiến trướng, Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Ta lần này tới chủ yếu là đưa kiện đồ vật cho ngươi. Là cái gì? Trương Mạc thuận miệng hỏi. Là thiên tầm áo, Trường Sinh giơ tay đưa. Nghe nói vật này thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, ngươi theo quân đánh trận khả năng cần dùng đến. Ta không muốn, Trương Mạc khoát tay. Ngươi lưu lại dùng đi, tình cảnh của ngươi so với ta còn nguy hiểm hơn. Thứ này hết thảy có hai kiện, cái này cho ngươi, ta còn có một cái, Trường Sinh lại cho. Thật sự có hai kiện hay sao? Trương Mạc nghiêng đầu. Đúng là có hai kiện, ngươi nhanh thu đi. Trường Sinh, chương 363. Cho ngươi cơ hội. Trường Sinh không có nói láo, bởi vì thiên tầm áo quả thực có hai kiện. Nhưng hắn cũng nói láo, bởi vì một cái thiên tầm áo hắn đã ủy thác cho Tống Tài mang tới Tây Vực giao cho Nghê Thần Y. Hắn sở dĩ đem một cái thiên tầm áo đưa cho Nghê Thần Y cũng không phải bởi vì hai kiện thiên tầm áo vốn thuộc về Nghê Trác, mà là trong lòng hắn, Nghê Thần Y cũng là trọng yếu tồn tại gần với Trương Mặc. Nếu như không phải Hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, hắn rất có thể sẽ cùng Nghê Thần Y tiến tới cùng nhau. Thế nhân dùng câu
ăn ở trong chén, nhìn trong nồi, để hình dung nam nhân chần chừ. Kỳ thực, chân chính có thể làm được ăn trong chén, nhìn trong nồi, nam nhân đều là nam nhân tốt. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ là nhìn trong nồi mà cũng không có đi ăn. Nam nhân chân chính chần chừ là trong chén cùng trong nồi đều không có buông tha. So với chần chừ càng ti tiện, chính là ngay cả người khác trong chén cùng trong nồi cũng không buông tha. Nói trắng ra, của ta chính là của ta, của người cũng là của ta, của hắn cũng là của ta. Trương Mặc mở ra hộp gỗ, đem thiên thần áo trải ra tường tận xem xét, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trường Sinh đầy người bùn đất, trong lòng cảm động phi thường, muốn cùng hắn nói cái gì đó, lại cảm giác có chút dư thừa, cuối cùng chỉ thu hồi lại thiên tầm áo, hướng hắn cười một tiếng. Cái thiên tầm áo này so với quần áo bình thường muốn nặng hơn rất nhiều, hẳn là có thể hộ thể phòng thân. Bất quá ta không cam lòng dùng đao kiếm để thử lại, Trường Sinh nói. Trương Mặc không tiếp lời Trường Sinh mà mở miệng nói: Y phục của ngươi đều ướt đẫm rồi, nhưng ta chỗ này không có quần áo nam tử. Ngươi ngồi một lát, ta ra ngoài cho ngươi tìm bộ quần áo. Không cần không cần, Trường Sinh khoát tay nói, ta có thể dùng linh khí để hong khô. Thấy Trương Mặc do dự, Trường Sinh lại lần nữa nói, thật sự không cần, huống chi ta cũng không thích mặc quần áo của người khác. Vậy được rồi, Trương Mặc gật đầu. Ngươi thật là vất vả đến một chuyến, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Được, Trường Sinh gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau, có thể cùng Trương Mặc một chỗ, Trường Sinh đã rất thỏa mãn. Hắn không thích ngôn tình xến sẩm, anh em cũng sẽ không nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, nói đều là sự tình ngoài tình yêu nam nữ, chủ yếu là cục diện chính trị trên triều đình cùng với long mạch địa chi. Đối với chuyện Trường Sinh dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Trương Mặc thái độ cùng với Trương Thiện hoàn toàn khác biệt. Nàng phi thường ủng hộ Trường Sinh công thành lui thân. Chúng ta chung quy là người trong đạo môn, ở lâu trong triều đình quả thật là bỏ gốc lấy ngọn. Kỳ thực coi như ngươi tiếp tục chấp trưởng hộ bộ cùng ngự sử đài cũng có thể làm được tốt, nhưng ta biết đây không phải là ưa thích của ngươi. Mà đám quan viên do Tiền Trung Lâm cầm đầu chửi bới ngươi là ác quan, ngươi cũng không cần để điều đấy vào trong lòng. Cổ nhân nói, không làm cho người ghen là tầm thường. Nếu như không có người lên án chửi bới, chỉ có thể nói ngươi vô năng bình thường, không còn gì khác. Nghe được lời của Trương Mặc, Trường Sinh tâm tình thật tốt, thở ra một cái khí thô. Thật sự trong trăm người, vô dụng nhất chính là thư sinh. Đám quan viên thanh lưu này chỉ biết đàm binh trên giấy, nói suông chuyện quốc gia. Nếu như có thể, ta cũng nghĩ lấy đức phục người. Nhưng trước mắt, đại đường đã bệnh nguy kịch. Trị bệnh nặng, chỉ có thể hạ mãnh dược. Hạ thuốc nhẹ, căn bản là không còn kịp. Người đã làm đúng, Trương Mặc nói, nâng ấm cho Trường Sinh thêm trà. Mặc dù hai người danh phận đã định, Trường Sinh đối với Trương Mặc vẫn có chút kính sợ. Thấy nàng vì mình châm trà, vội vàng đưa tay tiếp ấm. Để ta tự mình tới. Khẽ vươn tay, đụng phải tay của Trương Mặc, chỉ cảm thấy mềm mại trơn nhẵn, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Vì che giấu sự khẩn trương của mình, Trường Sinh vội vàng rút tay rồi tiếp tục nói. Ta thật sự, cái đám thanh lưu này, nói bọn hắn không trung thành, bọn hắn đối với Hoàng thượng cũng là một mảnh trung thành. Nhưng là nói bọn hắn trung thành, từng cái lại chỉ lo thanh danh, cầu thanh danh tốt đẹp, hận không thể vạn người tán thưởng, lưu danh sử xanh. Người cũng không cần sinh khí, dù sao không phải mỗi người đều có thiên phú hơn người cùng ngộ tính như ngươi, Trương Mặc nói. Bọn hắn tầm mắt không cao, năng lực cũng nhỏ, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Bọn hắn không phải tầm mắt không cao, mà là trong lòng còn đố kỵ, không thể để cho ta lập công lại được thưởng, đều nói phụ nhân ghen tị. Ta xem ra đám quan viên này so với phụ nhân còn giống phụ nhân hơn. Ta không thích ở lâu trong triều đình, không phải là sợ hãi bọn hắn lục đục với nhau khiến cho ta ăn thiệt thòi, mà là ta rất ghét cùng bọn hắn có liên hệ, Trường Sinh nói. Vừa rồi nghe lời ta táo mộc nói, dường như cho dù ta không ra cho cốt, bọn hắn cũng sẽ không đến đây ra tay,
Như vậy cũng tốt, chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, lên cùng đám người đại đầu rời đi Trường An, dần dần tìm kiếm thập nhị địa chi cùng với Kim Long tiến hành thích đáng bảo hộ. Nghĩ phá hư quốc vận đại đường cũng không chỉ có người Đông Doanh, Trương Mặc nói. Những tên tiết độ sứ sinh ra ý đồ không tốt cũng có ý đồ xuyên tạc khí số. Trường Sinh khoát tay, không sợ, đoạn thời gian gần đây ta âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Chúng ta 5 người chẳng những có thần câu bả mã, còn chiếm được một con cự ưng có thể mang người. So với tọa kỵ, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Còn có, chúng ta 5 người binh khí đều là thuần sắc thần binh lợi khí, chỉ riêng binh khí mà nói có thể xưng là vô địch. Ngoài ra, chúng ta 5 người đều có tuyệt kỹ bằng thân. Lo lắng ngày sau gặp được yêu tà quỷ mị, ta đã giúp Thích Huyền Minh tìm được một bộ ghi chép Phật môn thần thông Phục Ma Thủ Ký. Ngày sau, cho dù cùng yêu nhân đấu pháp, ta cũng có cường đại trợ lực. Trương Mặc mỉm cười tán dương, lo trước tính sau, rất là chu toàn. Trường Sinh vốn muốn nói tất cả những thứ này đều phải nhờ vào nghi trác lưu lại to lớn tài phú. Chính là bởi vì có vàng bạc, cường đại gia trì, 5 người mới có ngoại bộ trợ lực kinh khủng như vậy. Nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Mặc dù Trương Mặc biết hắn mãi mãi cũng sẽ không quên đi Nghê Thần Y, hắn cũng tận lực phòng ngừa ở trước mặt Trương Mặc nhắc tới Nghê Thần Y. Thời điểm hai người nói chuyện, có giáo úy tới cầu kiến, có vẻ như lương thảo xảy ra vấn đề gì. Trương Mặc trong quân cũng không phải là không có việc gì, tất cả hậu cần bảo hộ đều do nàng phụ trách. Đây cũng không phải là chức quan nhàn tản, bởi vì cái gọi là ba quân chưa động, lương thảo đi trước. Bảo hộ lương thảo đối với chiến sự có tác dụng mang tính chất quyết định. Trường Sinh vốn định cùng Trương Mặc cùng đi, nhưng Trương Mặc biết hắn một đêm chưa ngủ, thông cảm hắn chạy nhanh một đoạn đường dài có nhiều mệt mỏi, liền lưu hắn lại trong chướng nghỉ ngơi. Trường Sinh cũng quả thực mệt mỏi, thân thể mệt mỏi ngược lại còn dễ nói, chủ yếu là tâm tình mệt mỏi. Từ khi phát hiện ra phục bộ chính hùng thất lạc ngân châm, hắn trong tâm vẫn đang thắt chặt, thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại. Trương Mặc doanh trướng chia làm nội ngoại hai bộ phận. Nội trướng cùng ngoại trướng ở giữa có bình phong cách trở. Nội trướng là địa phương Trương Mặc nghỉ ngơi, có giường gỗ cùng bàn trang điểm. Mặc dù Trương Mặc lúc gần đây có căn dặn hắn nằm lên giường nghỉ ngơi, nhưng Trường Sinh cũng không nóng lòng nằm, mà là thôi động thuần dương linh khí cho quần áo triệt để hong khô, vỗ sạch những bùn đất dính lên trên quần áo mới giữ nguyên áo nằm. Kỳ thật hắn cũng không có ý tứ nằm lên trên giường của Trương Mặc, nhưng nội trướng cũng không có nơi khác để nằm, mà hắn cũng quả thực hơi mệt chút. Vốn có nhiều bối rối, chưa từng nghĩ tới sau khi nằm xuống lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Chỉ vì đệm chăn có nhiều hương khí hoa lan, Trương Mặc lại chưa từng thi phấn trang điểm. Loại hương khí này chính là khí tức trên mình của Trương Mặc. Đừng nói là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, liền xem như lão già đã sắp vào quan tài cũng khó tránh khỏi tâm viên ý mãn, ý niệm bộc phát. Ngoại trừ tâm viên ý mã, Trường Sinh trong lòng còn có mấy phần áy náy. Không phải đối với Trương Mặc áy náy, mà là đối với Hoàng thượng có áy náy. Bình tĩnh mà xem xét, Hoàng thượng đối với mình thật rất tốt. Nếu như không phải Hoàng thượng tứ hôn, mình cố gắng cả đời cũng không dám vượt qua thân phận luân lý. Mặc dù mình cũng vì Hoàng thượng làm rất nhiều chuyện, nhưng Hoàng thượng đối với mình cũng thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngay cả chức thân vương cũng đều ban cho. Thật không nên lại đối với Hoàng thượng có âm thầm oán hận. Nghĩ đến đây, liền cảm giác Trương Thiện lúc trước trách cứ rất có đạo lý. Mình cùng với Trương Mặc quả thực không nên nói những lời kia. Bất quá nghĩ lại, mình cũng không cùng Hoàng thượng nội bộ lục đục. Lúc trước, cùng Trương Mặc nói tới cũng chỉ là nói chuyện giả tưởng. Hoàng thượng thông minh như vậy, không có khả năng để hắn ở giữa hai bên tiến hành lựa chọn. Hoàng thượng trọng dụng Trương gia huynh muội còn không kịp, làm sao có thể đắc tội bọn hắn. Làm theo suy nghĩ, tái sinh ý niệm, nằm ở trên giường của Trương Mặc, tay chân cũng không biết để chỗ nào thực mới tốt. Hoàng thượng đã tứ hôn,
hai người danh phận đã định, tiếp xuống cho dù thế nào cũng không thể quả trách nhiều. Vừa nghĩ tới việc này, liền tâm như đụng hiêu, mơ màng liên miên. Muốn khó mà nói, chính là lừa mình dối người. Muốn nói không kịp chờ đợi, cũng không thành. Dù sao danh phận đều đã định ra, sớm muộn đều là của mình, không cần vội vàng tận lực, xong cũng không cần tự dưng kéo dài, thuận theo tự nhiên đi. Tự nhiên, thế nào mới là tự nhiên? Thật đến lúc kia, nói gì mới tốt, có dám hay không chủ động đưa tay? Dường như thật sự không dám. Hoàng thượng tứ hôn chỉ là danh phận, lại không thể cải biến được sự thật Trương Mặc là sư thúc của mình. Lại nghĩ tới thời điểm hai người mới gặp nhau, mình chật vật, và ở thời điểm các Tạo Sơn, Trương Mặc đối với mình che chở, bây giờ mình lại muốn ra tay với Trương Mặc, trong lòng luôn luôn có mấy phần khiếp đảm cùng bất an. Trường Sinh cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi, là buồn bực mà ngủ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối có chủ ý, nhưng cũng không ra chi tiết cùng kết quả. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi chiều giờ thân. Sau khi mở mắt, lập tức xoay người ngồi dậy, sửa sang lại giường, rồi đi về trước trướng. Trương Mạc không tại trong trướng, trên bàn có đặt lấy một bát cơm, bát rất lớn, phía dưới là ngô, phía trên che kín đồ ăn, tiêu chuẩn là cơm canh hành quân. Trường Sinh có chút đói bụng, đem đồ ăn quét sạch sành sanh. Kỳ thực hắn ăn cũng không được nhiều như vậy, chỉ là lo cơm thừa trong chén cũng không dễ nhìn. Ăn cơm xong, Trường Sinh đi ra ngoài trướng. Thấy hắn đi ra, Hắc công tử đang nằm cách đó không xa phơi nắng, vội vàng đứng dậy đến đón. Trường Sinh vỗ vỗ vào cái cổ của Hắc công tử, ngược lại mang nó từ doanh địa đi qua một phòng. Doanh trướng 10 vạn người, chiếm diện tích khá rộng. Các binh sĩ phần lớn không biết hắn, mà hắn cũng không mặc quan phục. Người ta cũng liền mỗi người bận rộn, cũng không có ai để ý tới hắn. Đi ngang qua một chỗ đại trướng, ngẫu nhiên nghe được bên trong tướng tá đang nói chuyện, nghiêng tai lắng nghe. Nguyên lai, bọn hắn đều là tướng tá tiền quân, lúc này đang nghị luận tiếp xuống sẽ đánh nhau như thế nào. Dạo qua một vòng trở lại quân trướng của Trương Mặc. Trương Mặc đã trở về, đang cùng với hai lão trưởng quản sổ ghi chép, phụ trách quân nhu tính toán gì đó. Hai lão trưởng quản sổ ghi chép nhận ra Trường Sinh, thấy hắn đi tới, vội vàng rời ghế quỳ xuống. Trường Sinh thấy thế vội vàng khoát tay ngăn lại, ngược lại thối lui tới ngoài trướng chờ đợi. Trường Sinh thật vất vả đến một chuyến, Trương Mặc tự nhiên không bỏ được hắn, mau chóng đuổi đi hai lão già kia, sau đó cùng hắn ở trong trướng ngồi đối diện nói chuyện. Lần này nói là chuyện lúc trước hắn để cho đại đầu đưa cho Long Hồ Sơn cùng các Tạo Sơn với Mao Sơn ngân lượng. Lúc này Tam Sơn đều đã nhận được ngân lượng, nhao nhao ủy thác Trương Mặc hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn. Mới nói vài câu, Trương Mặc lại bị người ta gọi đi. 10 vạn đại quân hậu cần quân nhu thật sự là có nhiều rườm rà. Trường Sinh vốn cho rằng tới ban đêm Trương Thiện sẽ thiết yến khoản đãi mình, chưa từng nghĩ tới đột phát chiến sự. Đám người Trương Thiện một mực ở trong đại trướng nghị sự, không có yến hội, chỉ là phái người đưa tới một bát cơm. Màn đêm buông xuống, Trương Mặc chậm chạp chưa về. Trường Sinh có chút ngồi không yên, một mực ở trong doanh trướng của Trương Mặc chờ đợi, dường như đang chờ đợi gì đó, cảm thấy khó chịu. Trong lều vải ngồi không yên, liền từ doanh địa đi dạo. Chưa từng nghĩ tới lại đột nhiên phát hiện một đạo màu lam linh khí đang ở phía sau của doanh địa, hướng phía đông phi nhanh bay lượn. Lúc này Trương Thiện đám người còn đang ở trong đại trướng nghị sự, Trường Sinh liền cưỡi Hắc công tử đuổi theo. Bất quá sau khi đuổi ra doanh địa, hắn liền không tiếp tục đuổi, bởi vì hắn đã thấy được người kia, chính là Tà Tá Mộc lúc ban ngày đầu hàng cung khai. Dựa theo ước định lúc trước, sau khi trời tối, gia hỏa này liền trốn đi. Ghìm ngựa sau đó, Trường Sinh không lập tức trở về doanh địa. Nghĩ đến ban ngày nghe được các giáo úy tiền quân nói chuyện, liền quay đầu ngựa hướng phía nam đi. Thấy binh sĩ trực đêm, liền cùng bọn hắn nói một tiếng, chỉ nói mình muốn đi ra ngoài đi dạo. Canh 2 rời đi, canh 5 trở về, đi tay không, trở về lại thêm một đầu người. Vì chống cự lại đại quân, Dương Thủ Lượng mời tới Chu Tước Sơn Trang Tư Đồ Chính Dương
đóng giữ Cố Thành. Trong tay hắn chính là thủ cấp của Tư Đồ Chính Dương. Thuần âm chân khí của hắn chính là khắc tinh của liệt hỏa thần trưởng của Chu Tước Sơn Trang. Hắn đột nhiên rời đi, Trương Thiện đám người một đường lo lắng chờ đợi. Thấy hắn trở về, Trương Thiện bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Ta lưu ngươi lại một đêm, ngươi vậy mà chạy tới Cố Thành ám sát chủ tướng quân địch hay sao? Trương Thiện lông mày co chặt. Đúng vậy, thế nào? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Không có gì, trời đã sáng, chúng ta muốn xuất phát, ngươi trở về đi. Trường Sinh, chương 364, hối hận đã muộn. Trương Thiện nói xong liền xoay người rời đi, đem Trường Sinh đang vô cùng ngạc nhiên lưu lại tại chỗ. Thấy Trường Sinh có nhiều kinh ngạc, Trương Mặc ở một bên liền tới gần tương tá, đưa mắt liếc ra ý một cái. Người sau hiểu ý, tiến lên từ trong tay Trường Sinh đón lấy cái túi chứa đựng đầu lâu. Ta có phải hay không tự tác chủ trương, đã làm rối loạn tới kế hoạch của các ngươi? Trường Sinh còn không có lấy lại tinh thần. Vậy thì không có, Trương Mặc mỉm cười lắc đầu. Trường Sinh giải thích. Ta buổi chiều hôm qua nghe được Tiên Phong tướng sĩ nghị luận, nói là Dương Thủ Lượng mời tới Chu Tước Sơn Trang trợ giúp đóng giữ Cố Thành. Vừa lúc huyền âm chân khí của ta có thể khắc chế Chu Tước Sơn Trang liệt hỏa thần trưởng. Ta liền... Không đợi Trường Sinh nói xong, Trương Mặc liền cười ngắt lời hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Đại ca thật sự không có ý tứ trách ngươi đâu. Hắn chỉ là lo lắng ngươi một mình tiến đến khả năng tao ngộ nguy hiểm hay thôi. Nghe được lời của Trương Mặc, Trường Sinh thấp thỏm giảm xuống, lại bắt đầu lo lắng Trương Mặc an nguy. Địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào, ti tiện thủ đoạn đều có thể dùng ra, ngươi cùng đại ca nhất định phải chú ý an toàn. Ta hôm qua đưa cho ngươi đồ vật, ngàn vạn nhớ kỹ mặc vào. Được rồi, Trương Mặc gật đầu. Lúc này đại quân đã xuất phát, trong doanh địa có nhiều ồn ào. Trương Mặc liền dẫn Trường Sinh hướng bên ngoài đi. Ngươi cũng bảo trọng, đối thủ của chúng ta ở ngoài sáng, mà đối thủ của ngươi ở trong bóng tối. Cần biết rõ mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tình cảnh của ngươi so với chúng ta còn nguy hiểm hơn. Yên tâm đi, ta sẽ không khinh địch chủ quan, Trường Sinh nói. Trương Mặc cũng không có yên lòng, lại dặn dò. Hoa nhân đã có tâm nhúng chàm long mạch hoa hạ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt, võ lâm nhân sĩ có thể vì triều đình sử dụng đều đã theo quân thảo nghịch, không rảnh bên cạnh chú ý. Hoa nhân ở trung thổ lớn nhất lực cản chính là các ngươi, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trừ bỏ các ngươi. Không đợi Trường Sinh nói tiếp, Trương Mặc tiếp tục nói. Ngoại trừ oa nhân, những tên tiết độ sứ có ý đồ cải biến đại đường khí vận cũng sẽ phái người tìm kiếm phá hư long mạch. Những người này cũng là đối thủ tiềm ẩn của các ngươi. Đợi Trường Sinh gật đầu, Trương Mặc lại nói. Còn có, Tứ Đại Sơn Trang cùng chúng ta oán hận chất chứa đã sâu. Mặc dù cái chết của Tư Đồ Dương Cương chính là gieo gió gặt bão, nhưng cha của hắn, Tư Đồ Hồng Liệt, lại đem bút chướng này tính tới trên đầu ngươi. Còn có Thanh Long Sơn Trang, Đông Phương Thần, tay phải cũng do ngươi đánh gãy mất. Lại thêm đêm qua ngươi giết Tư Đồ Chính Dương, Tứ Đại Sơn Trang tất sẽ hướng ngươi trả thù. Ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Giống như bọn người này, không ra tay thì thôi, ra tay tất nhiên là lôi đình trọng kích. Trường Sinh gật đầu lần nữa. Không cần tới 3 tháng, ta liền có thể tấn thân cư sơn tím nhạt. Ta có hỗn nguyên thần công, chỉ cần tấn thân tử khí, coi như là tứ đại trang chủ đồng thời xuất thủ, ta cũng có thể vững vàng thế bất bại. Tuổi nhỏ đắc chí, hào khí vượt mây, Trương Mặc cười nói. Nghe được khích lệ của Trương Mặc, Trường Sinh có chút xấu hổ, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Ta hiện tại còn chưa tấn thân tử khí, một mình xuất hành có nhiều nguy hiểm. Lần này trở về liền không chạy loạn khắp nơi, ngươi nhất định phải bảo vệ mình thật tốt, không cần thời khắc lo lắng cho ta. Ta khẳng định lo lắng cho ngươi, cũng giống như ngươi lo lắng cho ta, Trương Mặc nhẹ nói.
Nghe được lời của Trương Mặc, Trường Sinh tâm hoa nộ phóng, vui vô cùng, quay đầu nhìn về phía Trương Mặc. Vừa lúc Trương Mặc cũng quay đầu nhìn hắn. Giờ khắc này, Trương Mặc nhìn hắn, ánh mắt có nhiều khác biệt so với lúc trước. Ngoại trừ khen ngợi cùng quan tâm, còn có nhiều thêm một chút thứ khác. Tối hôm qua thật sự là có quân vụ khẩn cấp cần xử lý. Trương Mặc thấp giọng nói, cũng không phải là cố ý vắng vẻ ngươi. Ta biết, ta cũng không có ý như vậy. Trường Sinh thuận miệng nói, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền chạy đi cố thành. Lúc này, hai người chạy tới biên giới doanh địa Đông Bắc. Trương Mặc đứng dưới tàng cây, hướng Trường Sinh nói, lãnh binh đánh trận không thể so với giang hồ tranh đấu, thời gian lâu dài, liền không phải là một năm, nửa năm liền có thể thu hết toàn bộ công lao. Cho dù bình định Hán Trung hết thảy thuận lợi, chúng ta cũng không có khả năng giải ngũ về quê. Sau này một đoạn thời gian rất dài, ta cùng đại ca đều muốn nam chinh bắc chiến, thân ở quân ngũ khó được tự do. Huống hồ sau khi ngươi rời đi Trường An, ta cũng không biết ngươi ở nơi nào, chính là có ý tìm ngươi cũng không thể tới. Ngày sau ngươi nếu như rảnh rỗi, liền nhớ tới đi tìm ta. Được, Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc nghĩ nghĩ lại lần nữa nói, ngươi thiên phú dị bẩm, ngộ tính cao tuyệt, cùng tuổi sẽ không có người như ngươi, nhưng Cửu Châu rộng lớn, tứ hải bao la, kỳ nhân dị sĩ chỗ nào cũng có, chính là thân mang thái huyền tu vi cũng không đủ để hoành hành không sợ. Lúc đấy khắc còn có lòng biết kính sợ, mặc dù có bốn vị cao thủ trẻ tuổi giúp đỡ trợ lực, cũng không được khinh địch chủ quan. Huống hồ bốn người kia là trợ lực của ngươi, cũng là liên lụy của ngươi, bọn hắn cùng ngươi sinh tử, ngươi liền muốn cùng bọn hắn tiến thối, lúc đấy phải cảnh giác, mọi chuyện phải cẩn thận. Ta đã nhớ kỹ, Trường Sinh trịnh trọng gật đầu. Được rồi, chúng ta muốn đi, ngươi cũng khởi hành trở về đi, Trương Mặc nói. Ừ. Trường Sinh chuyển xem doanh địa, tìm kiếm thân ảnh của Trương Thiện. Ta cùng đại ca nói lời tạm biệt lại đi. Không cần, đi nhanh đi, Trương Mặc thúc giục. Hắn còn giận ta hay sao? Trường Sinh thấp thỏm. Người trù sát Tư Đồ Chính Dương, hắn cảm tạ ngươi còn không kịp đâu, sao lại sinh khí nói chuyện? Trương Mặc khoát tay. Đại ca vốn cũng không phải là người giữ lễ tiết, mà ngươi cũng không phải là ngoại nhân, không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện. Thấy ánh mắt Trường Sinh bên trong vẫn có thấp thỏm, Trương Mặc cười nói, chưa có loạn tưởng. Đừng nhìn đại ca đối với ngươi lời nói lạnh nhạt, có nhiều trách cứ, kỳ thật hắn đối với ngươi có rất nhiều tán thưởng, rất là hài lòng. Làm sao ngươi biết? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Ta chính là biết. Trương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn Trường Sinh. Đêm qua bọn hắn nghị sự tới canh 4, nhưng tới canh 2 phân nửa thì đại ca liền đem ta đuổi xa. Trường Sinh không rõ Trương Mặc vì sao hỏi một đằng trả lời một nẻo, đành phải thuận miệng ứng tiếng. Thấy Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, Trương Mặc cũng không nhiều giải thích, giơ tay thúc giục, đi nhanh đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Trường Sinh còn muốn theo Trương Mặc nói chút gì, nhưng trong lòng nhất thời cũng nghĩ không ra nói gì mới tốt, đành phải trở mình lên ngựa, dục ngựa rời đi. Đưa mắt nhìn Trường Sinh tiến vào quan đạo, Trương Mặc liền xoay người trở về, cũng không một đường đưa mắt nhìn Trường Sinh đi xa. Mà Trường Sinh cũng không có ba bước một lần lưu luyến không rời. Kỳ thật hắn có nghĩ tới chuyện quay đầu, nhưng cảm giác làm như vậy cũng quá mức nông cạn. Bởi vì đêm qua ở Cố Thành giết Chu Tước Sơn Trang Tư Đồ Chính Dương, lo lắng Tứ Đại Sơn Trang những người khác đi vòng chặn đường, lên đường trở về Trường Sinh liền dục ngựa phi nước đại, một khắc không ngừng. Dục ngựa đi nhanh, đồng thời Trường Sinh cũng đang nhớ lại những chi tiết lần này cùng nhau gặp mặt với Trương Mặc. Hai người lần này gặp mặt nói nhiều là công vụ, ít có tư tình. Cũng không phải là giữa hai người không có tư tình, mà là hai người đều là người trong đạo môn, minh duệ, chững chạc, trọng hậu, thâm thúy, không có khả năng giống như thế tục nam nữ nói chút nông cạn lời tâm tình. Giống như anh em dỗ ngon dỗ ngọt, thích nói đều là lời ong bướm, thích nghe
đều là dòng chi tục phấn. Nam tử trọng tình giống như Trường Sinh khinh thường nói ra, mà nữ tử trọng tình giống như Trương Mặc cũng không thích nghe. Mới đầu Trường Sinh tâm tình còn rất tốt, một là mình cùng với Trương Mặc có nhiều ăn ý, không cần lãng phí môi lưỡi cũng có thể cảm giác ra được tình ý của nhau. Hai là mình được Thiên Tầm Áo sau đó liền không để ý tới tự thân an nguy, ngàn dặm độc hành từ đây đưa quả, cử chỉ này liền toàn thắng một ngàn một vạn câu ta vừa ý người. Cái gì mà nói chuyện yêu đương, chân chính tình yêu há có thể nói ra, há có thể nói được. Bất quá rất nhanh Trường Sinh tâm tình liền không tốt, thậm chí có chút tức giận. Vốn là còn tưởng rằng mình thông minh phi thường, cùng Trương Mặc tâm hữu linh tê, nhưng nghĩ lại sau đó mới phát hiện mình cũng không phải là thông minh như vậy. Sở dĩ sinh ra loại ý nghĩ này chính là chuyện hắn rút cuộc đem Trương Thiện câu kia ta lưu ngươi một đêm, ngươi vậy mà chạy tới cố thành ám sát quân địch thủ lĩnh, cùng với câu kia của Trương Mặc đêm qua bọn hắn nghị sự đến canh 4 thời gian, nhưng canh 2 phân nửa đại ca liền đem tao đuổi ra, liên hệ đến cùng một chỗ. Tới lúc này hắn rút cuộc minh bạch Trương Mặc vì cái gì xác nhận Trương Thiện đối với hắn rất là hài lòng. Bởi vì Trương Thiện đối với Trương Mặc tiểu muội muội này rất là yêu chiều, nếu như Trương Thiện đối với hắn có vẻ bất mãn, tuyệt sẽ không vì hắn sáng tạo cơ hội. Một người sáng tạo cơ hội, một người cho cơ hội, một kẻ đần độn bỏ qua cơ hội. Cái này hậu chi hậu giác khiến cho Trường Sinh buồn bực phi thường, nhịn không được buột miệng tự mắng. Hắc công tử đang tốc độ cao phi nước đại, nghe được giận mắng của Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, vội vàng đột nhiên giảm tốc. Trường Sinh nhân cơ hội xuống ngựa đi vệ sinh, càng nghĩ càng giận. Thật vất vả đến một chuyến, vậy mà lăng đầu lăng não chạy tới ám sát địch tướng, mười phần đầu óc chậm chạp. Hơn nữa Trương Mặc lúc trước nhắc nhở hắn cũng không kịp phản ứng. Kể từ đó Trương Mặc sợ là sẽ cho hắn còn chưa đủ lớn, về sau khả năng cũng không chủ động lại cho cơ hội. Sau khi nâng quần thuận thế nhìn thoáng qua, đúng là lớn rồi, đáng tiếc. Trở về trên đường, Trường Sinh trong đầu đều là các loại xem xét. Một lát âm thầm quyết tâm, thầm nghĩ lần sau gặp lại tất nhiên sẽ mặt dạn mày dày đánh bạo ra tay. Thậm chí ngay cả tương ứng cách thức cùng trình tự đều nghĩ kỹ. Bất quá sau một khắc liền sợ, vẫn là không dám. Thứ nhất, thật không có ý tứ. Nếu như mặt dạn mày dày đưa tay, hình tượng của mình sợ là không còn tốt như vậy. Thứ hai, hai người còn chưa bái đường thành thân, vạn nhất xuân phong nhất độ, châu thai ám kết, Trương Mặc có thể hay không nhận người khác chỉ trích chửi bới. Hắn không sợ bị mắng, lại không cho phép có người chửi Trương Mặc. Trên đường đi cơ hồ không khác, tất cả đều là mọi việc loạn thất bát tào như vậy. Trường Sinh đối với tâm trí của mình vốn là cực độ tự tin, suy nghĩ lung tung, thậm chí bắt đầu hoài nghi tâm trí mình giống như cũng không thành thục. Cuối cùng lại tốn thời gian thật dài chỉnh lý suy nghĩ, bản thân khuyên bảo mới làm rõ mạch suy nghĩ, nhặt lại tự tin. Kỳ thực mình vẫn là thông minh, chuyện nam nữ hơi có vẻ chỉ độn không quan hệ tới tâm trí, chỉ là kinh nghiệm không đủ mới dẫn đến tiến thối khuyết thiếu. Sau khi rời đi vùng núi, trên đường đi xe ngựa liền dần dần nhiều hơn. Bất quá Trường Sinh cũng không dám giảm tốc, bởi vì lúc trước xuất hiện qua Phục Bộ Chính Hùng cùng Tà Tá Mộc, mà Tam Lăng Pháp Sư cùng với Phục Bộ Hương Nại rất có thể còn tại Trường An. Vạn nhất biết mình rời đi, rất có thể đã thừa lúc vắng mà vào, hướng đám người đại đầu ra tay. Đúng như lời của Trương Mặc, bốn người là trợ lực của hắn, cũng là liên lụy. Bất quá cái này cũng phù hợp với thiên đạo âm dương thừa phụ, vạn sự đều có lợi và hại, đã nhận lợi tất sẽ chịu tệ, có chiếm được liền nhất định sẽ có nỗ lực, ai cũng không thể chỉ nghĩ lấy được chỗ tốt chiếm tiện nghi. Trở về Trường An đã là vào lúc canh ba, vương phủ vẫn giống như bình thường, sự tình gì đều không có phát sinh. Lúc này đám người đại đầu gian phòng còn có ánh sáng, bất quá Trường Sinh cũng không có kinh động tới bọn hắn. Thả Hắc công tử tự hồi chuồng liền trở về chỗ ở. Thấy Trường Sinh trở về, liền có nô bộc đến xin chỉ thị bữa khuya. Nhìn thấy những lão phụ lão bộc
Trường Sinh đột nhiên cảm giác áy náy. Lúc trước khu trục, nha hoàn trẻ tuổi có chút xúc động. Đây chính là không thể giả được. Mình muốn bức bách người khác. Nói trắng ra, chính là mình không phóng hỏa, cũng không cho người khác đốt đèn. Đám người đại đầu so với mình lớn hơn rất nhiều. Ngay cả mình cũng bắt đầu tâm viên ý mãn. Đám người đại đầu khẳng định có ý tưởng. Chuyện này không quá nhân nghĩa, cần phải nghĩ cách bổ túc một chút. Trường Sinh, chương 365. Ăn chơi đàng điếm. Bất quá, mặc dù có ý bổ cứu, trước mắt cũng không làm được gì. Ngự tứ nha hoàn đều bị đuổi đi, cũng không thể đem các nàng triệu hồi. Mà theo hoàng thượng đòi một nhóm cũng không thực tế, làm sao lại có thể mở miệng. Sau khi ăn xong bữa ăn khuya, nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, Trường Sinh cuối cùng vẫn bỏ đi ý định cho đám người đại đầu dắt mối. Rất nhanh, đám người liền muốn rời khỏi Trường An, bốn phía phiêu bạt. Có nữ nhân chẳng những tăng thêm lo lắng, còn có thể hại người ta, bởi vì đối thủ rất có thể sẽ hướng các nàng ra tay, dùng cách này để áp chế đám người. Sáng sớm hôm sau, biết Trường Sinh quay trở về, đám người đại đầu tuần tự tới Vân An. Cái gọi là Vân An kỳ thực chính là tới xem một chút Trường Sinh có bàn giao gì. Nếu như có sự tình mà Trường Sinh không biết, cũng thuận tiện nói với hắn một tiếng. Hắn rời đi đã mấy ngày nay, hết thảy đều như thường, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không có ngoài ý muốn không biểu hiện là không có chuyện, việc vặt vẫn là có. Hoàng thượng ngày hôm trước phái người đưa tới chút đặc sản do địa phương tiến cống, lại có hộ bộ Ngô Vũ Sinh cùng với ngự sử đài Điền Ngọc đều tới qua, chỉ nói là có công vụ xin chỉ thị. Đối với hoàng thượng ban thưởng cùng Ngô Vũ Sinh và Điền Ngọc tới chơi, Trường Sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì mình mặc dù đã từ nhiệm, lại lưu ở Trường An, hoàng thượng cấp cho ban thưởng chính là muốn biểu đạt đối với mình có quan tâm, đồng thời cũng biểu lộ sẽ không bởi vì hắn không có ở đây liền lãnh đạm xa lánh. Mà Ngô Vũ Sinh cùng với Điền Ngọc tới xin chỉ thị cũng hợp tình hợp lý. Hắn mặc dù lưu lại quan ấn, trên danh nghĩa vẫn là chủ quan của hộ bộ cùng ngự sử đài, hai người tới xin chỉ thị chính là xuất phát từ lễ nghĩa cấp bậc, cho mình bày ra chính vị. Trường Sinh không chủ động liên hệ với Điền Ngọc cùng Ngô Vũ Sinh, chỉ cho hoàng thượng nói lời tạ ơn sổ gấp, thuận tiện đem chuyện gần nhất mình làm thời gian gần đây hướng hoàng thượng giản yếu nói rõ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không có chuyện gì phát sinh, mà đây cũng chính là hy vọng của Trường Sinh. Trước mắt đám người cần chính là bình tĩnh cùng yên ổn. Ấu ưng cùng với ngựa con cần có thời gian để trưởng thành, pháp thuật võ công cũng cần có thời gian để diễn luyện, linh khí tu vi cũng cần thời gian để tăng lên. Đột nhiên nhàn rỗi, đổi thành rất nhiều người đều không thích ứng, nhưng Trường Sinh cũng rất ưa thích loại trạng thái trước mắt này. Nhân sinh nên có động, có tĩnh, không thể bận sứt đầu mẻ chán. Nếu như một mực vội vàng tiến lên, rất dễ dàng mất đi phương hướng, rời bỏ dự tính ban đầu. Mỗi một đoạn thời gian cũng nên dừng lại, yên lặng một chút, suy nghĩ một chút. Chỉ có tĩnh tư sâu xa, bày mưu nghĩ kế mới có thể thẳng tiến không lùi, quyết thắng thiên lý. Cách mỗi 7 ngày, hoàng thượng sẽ ban thưởng một chút áo cơm, đồ dùng vật phẩm. Trường Sinh theo thường lệ thượng triều tạ ơn. Mà Ngô Vũ Sinh cùng với Điền Ngọc cũng đã tới mấy lần, mỗi lần đều là kết bạn đồng hành. Mặc dù Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, lại biết Ngô Vũ Sinh chủ động mời Điền Ngọc cùng tới bái phòng, mà Ngô Vũ Sinh sở dĩ làm như vậy không thể nghi ngờ là tránh đi hiểm nghi. Ngô Vũ Sinh biết hắn dìu dắt mình, cũng không hy vọng người khác biết là hắn đã hỗ trợ cho mình. Ngô Vũ Sinh cũng biết Trường Sinh không hội kiến mình, cho nên mỗi lần đến nhà đều sẽ lưu lại một phần xin chỉ thị công văn. Cái gọi là xin chỉ thị cũng không phải là hỏi thăm hắn chuyện này nên xử lý như thế nào, mà là hỏi thăm hắn chuyện này mình làm như vậy có được hay không. Ngô Vũ Sinh lưu lại chỉ thị công văn, mục đích cũng không phải là thật sự hướng hắn xin chỉ thị, mà là thông qua công văn chỉ thị nói cho hắn biết
đoạn thời gian gần đây triều đình động tĩnh cùng với ba đường binh mã tình hình chiến đấu. Đương nhiên, Ngô Vũ Sinh cũng sẽ không nói rõ, mà là thông qua loại phương thức gián tiếp, hộ quốc pháp sư dẫn tân quân tấn công Giang Đông bị ngăn trở, thỉnh điều khí giới công thành, bổ sung quân lương 5.000 thạch để gián tiếp cho hắn biết. Mà làm như vậy, chỗ tốt lớn nhất chính là mặc dù có một ngày công văn nội dung tiết lộ, triều đình cũng sẽ không cho là hai người bọn họ có quan hệ cá nhân ngoài công sự. Nếu như trắng trợn nói thẳng, có thể bị người nắm cán, gây nên tai họa cho hai người. Đây chính là quan trường, bộ bộ kinh tâm, hung hiểm phi thường. Mới đầu, Trường Sinh còn suy đoán người Đông Doanh động tĩnh, nhưng qua một tháng cũng không thấy người Đông Doanh có động tĩnh gì, trong lòng của hắn cũng liền nắm chắc. Trước đây, Tà Tá Mộc vì cầu mạng sống nên những chuyện không nên nói đều đã nói hết. Thời gian dài như vậy, người Đông Doanh không có động tĩnh chỉ có một khả năng, đó chính là phái người trở về Đông Doanh đi lấy lại bản sao của Long Mạch Đồ Phổ, mà hũ cho cốt người Đông Doanh đoán chừng cũng đã từ bỏ. Xác định hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ra thành cốt, người Đông Doanh rất có thể mở lối đi riêng. Hũ cho cốt hẳn là cha của Hoàng đế Đông Doanh hiện nay. Làm không tốt, bọn hắn trở về đem cho cốt của lão nương hoặc là ra ra nãi nãi của Hoàng đế Đông Doanh để cầm tới. Loại cách làm này nhìn như không có khả năng, kỳ thực lại là có. Bởi vì dựa theo học thuyết âm dương, tổ tiên thiên cổ sẽ ảnh hưởng tới khí số của đời thứ ba. Nói trắng ra, chính là ngoại trừ cha, ra ra cùng nãi nãi với lão nương phần mộ cũng sẽ đối với tử tôn hậu đại khí số sinh ra ảnh hưởng. Mùa thu là mùa mà dân chúng dễ chịu nhất, ngũ cốc nên thu cũng đã đều thu, mặc kệ có đủ một năm cần thiết hay không, chỉ ít trước mắt cũng không cần chịu đói. Mà trong khoảng thời gian này cũng chính là thời gian mà triều đình dễ chịu nhất, các nơi thuế má đều đã thu lên, quốc khố càng ngày càng đầy đủ, tăng thêm bách tính trong tay đều có tiền. Trong thành Trường An, một mảnh thái bình phồn vinh cảnh tượng. Trường Sinh mấy người cũng không có một đường ở vương phủ, đôi lúc liền sẽ dẫn theo đám người đi ra ngoài vẫy vùng ăn uống. Phong Nguyệt nơi trốn ngẫu nhiên cũng sẽ đi, cũng không phải là đi khinh nhờn kỹ nữ, mà là đi nghe ca xem múa, nhìn xuống Phong Nguyệt. Sở dĩ là nhìn xuống Phong Nguyệt mà không phải là cảm thụ Phong Nguyệt, chính là bởi vì nhìn xuống là ở trên cao nhìn xuống, thờ ơ lạnh nhạt, mà cảm thụ thì là hãm sâu trong đó, mờ mịt mê thất. Khi làm xiếc kỳ thực cũng có ý tứ, bất quá chỉ có thể làm quần chúng, không thể cùng khỉ làm xiếc, cũng không thể bị con khỉ con đùa nghịch, càng không thể đi ngủ với khỉ con. Phần lớn người đều có bệnh chung, đó chính là không thả ra cũng thu lại không được, nên buông thời điểm lại khẩn trương câu nệ, cầm mang kiểu cách. Mà thời điểm nên chuyên chú lại ngo ngoe muốn động, tâm viên ý mã. Nói trắng ra chính là không động được lên trời, không tĩnh được tới đất, chỉ có thể ở trung tâm đi dạo nhảy nhót. Trường Sinh cũng không phải như thế. Đoạn thời gian gần nhất, Nghe Gia lưu lại sản nghiệp ở Trường An cơ hồ đều bị bán thành tiền mặt. Ở Thái Bình khách sạn, những món hàng hóa chân quý không thể mang đi cũng đổi thành hiện ngân, trọn vẹn được 3.000 vạn lượng. Số tiền này trước mắt đều dưới sự trưởng khống của Trường Sinh, trong ngắn ngủi một tháng liền tiêu xài 10 vạn lượng. Thích ăn chân tu trái cây đều đã ăn đủ, ưa thích đàn ca đều đã nghe đủ, thích xem múa tay áo dài nhìn cũng đủ, không thích có người quấy rầy liền trực tiếp đặt bao hết. Muốn cảm thụ một phen bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, trực tiếp mua xuống cả xe nho Tây Vực, thỉnh thợ nấu rượu tiểu phó của Yến Tân Lâu chuyên môn ủ chế. Loại chuyện này nếu như là người khác, đám người đại đầu tất nhiên sẽ sầu muộn lo lắng, nhưng bọn hắn tin tưởng Trường Sinh, biết hắn thu được cũng liền đi theo hắn nhìn xuống Phong Nguyệt hưởng thụ xa hoa. Trường Sinh biết rất nhiều nơi lê dân bách tính còn thiếu áo ít ăn, cũng biết mình một bữa cơm tiêu xài ngân lượng khả năng đủ cho những dân đói mấy năm áo cơm chi phí. Nhưng hắn cũng không phải là một mực làm oan chính mình, kính dâng người khác thánh nhân tâm tính. Người sống một đời có 3 chén cơm, một bát cho người nhà, một bát cho người qua đường, còn có một bát cho chính mình. 3 chén cơm này
nên đưa cho ai liền cho người đó. Mình không thể ăn chén cơm của người nhà cùng với người qua đường, mà người nhà cũng không thể ăn của mình cùng với người qua đường. Vì vậy, không thể bạc đãi người nhà, đồng thời cũng không thể bạc đãi chính mình. Kỳ thực, Trường Sinh tốn hao như thế cũng không hoàn toàn là vì mình, cũng là vì đại đầu cùng với đám người Dương Khai. Làm quan một nhiệm kỳ, vắt óc quan tâm lao lực, kế tiếp còn muốn bốn phía phiêu bạt, màn trời chiếu đất, đối mặt với vô tận hung hiểm. Năm người trước mắt còn êm đẹp một chỗ, nhưng là ai cũng không biết cuối cùng còn có thể còn lại được mấy người. Cái gọi là vinh hoa phú quý làm cho bọn hắn kiến thức một phen. Mặc dù có một ngày thật sự chiến tử xa trường, trong lòng cũng có thể bớt chút tiếc nuối. Đám người đại đầu không thể nghi ngờ là đoán được dụng ý của Trường Sinh, cho nên tiêu tiền như nước, ai cũng không khuyên can ngăn cản, càng sẽ không nói cái gì mà có người chịu đói không nên vung tay như thế. Loại lời nói ủ rũ đạo đức bắt bẻ hắn. Kỳ thực hắn cũng biết mình theo Trường Sinh cực kỳ nguy hiểm, bất quá mấy người đều có tâm lý chuẩn bị. Bọn hắn mặc dù không phải là đạo sĩ, nhưng cũng biết đạo lý có được có mất. Khi bọn hắn uống bổ khí linh dược mấy vạn lượng một bộ, cưỡi lên hãn huyết bảo mã mấy chục vạn lượng một con, bọn hắn cũng đã nghĩ tới tự mình phải cõng lấy trách nhiệm lớn như thế nào, cũng đoán được một ngày kia mình khả năng sẽ phải trả giá lớn đến đâu. Tống Tài trước đây đã từng nói, thời điểm thu dọn đồ đạc đại khái yêu cầu một tháng thời gian. Tống Tài tính rất chính xác. Một tháng sau, Tống gia đám người thu thập thỏa đáng, đến đây cáo chi. Trường Sinh trực tiếp mệnh cho bọn hắn đem ngàn vạn lượng vận chuyển về nội vụ phủ. Cùng ngày đó, cho Hoàng thượng dâng lên một đạo sổ gấp, chỉ nói người của Nghê Trác lưu ở Trường An, muốn tới Tây Vực tìm chủ, trước khi đi chuẩn bị đem bán gia sản, lấy tiền đoạt được ngàn vạn lượng đưa cho Hoàng thượng dùng riêng. Mặc dù Hoàng thượng là thiên hạ tổng chủ, nhưng tiền của hộ bộ Hoàng thượng không thể tùy tiện dùng. Nội vụ phủ thì là tiền của Hoàng thượng mới có thể tùy tiện tiêu xài. Hoàng thượng được ngàn vạn lượng tiền riêng, đây chính là một bút thiên đại tiền lớn. Thế nhân thường thường tính toán được mất, không bỏ được quà tặng cho người, thật tình không biết, ai cũng sẽ không lấy không chỗ tốt của người ta. Ngay cả Hoàng thượng cũng không phải là ngoại lệ. Nghe ra đưa tới món quà lớn như vậy, Hoàng thượng khẳng định có chút biểu hiện. Mà Hoàng thượng cũng đoán ra được Trường Sinh muốn gì, trực tiếp phái ra 2.000 vũ lông quân hộ vệ đám người Tống Tài đi Tây Vực. Trên đường có thể vì đội xe hộ tống, đi tới địa điểm cũng có thể trấn nhiếp ngoại tộc, cho Nghê Trác tăng thêm thể diện, tăng thêm uy phong. Nhìn đội xe trùng trùng điệp điệp dưới sự hộ tống của vũ lông quân ra khỏi thành đi hướng Tây, Trường Sinh trong lòng có nhiều thất lạc, đồng thời cũng có nhiều nhẹ nhõm. Rời đi đôi khi cũng không phải là mất đi, mà là bảo toàn. Vậy là lại có thêm một nhóm người đã rời đi chiếc thuyền lớn bấp bênh này. Đám người Tống Tài lần này đi, ngoại trừ đại lượng đồ vật cùng vật phẩm quý giá, còn mang đi ngàn vạn lượng hiện ngân. Kỳ thực dựa theo ý nghĩ của Trường Sinh là để cho bọn hắn đem còn lại 2.000 vạn toàn bộ mang đi, nhưng đám người Tống Tài khăng khăng lưu lại ngàn vạn lượng. Bọn hắn biết số tiền này Trường Sinh tạm thời không cần đến, nhưng bọn hắn cũng biết số tiền này Trường Sinh về sau nhất định sẽ dùng đến. Sau đó một đoạn thời gian vẫn như cũ bình an vô sự, nhưng mặt ngoài bình an vô sự không biểu hiện không có chuyện phát sinh. Người Đông Doanh thời gian dài mai danh ẩn tích chỉ có một loại giải thích, đó chính là bọn hắn đang đợi người phái đi cầm lại bản sao long mạch đồ phổ cùng với cho cốt trở về. Khiến Trường Sinh lo lắng chính là hắn không biết người Đông Doanh tiến độ đến như thế nào. Có khả năng bọn hắn đã cầm lại được thứ cần thiết, cũng đã âm thầm chuẩn bị bắt đầu hành động. Trường Sinh, chương 366, chu đáo chuẩn bị. Trường Sinh mặc dù âm thầm lo lắng, nhưng cũng vô kế khả thi, bởi vì giặc hoa đại bản doanh nằm ở giang hoài.
mà Giang Hoài một mực dưới sự trưởng khống của Tôn Nho, không thuộc về quản hạt của triều đình, cũng rất khó được cùng Giặc Hoa có liên quan tin tức. Bất quá, căn cứ công văn mà hộ bộ chuyển qua, có thể thấy được tân quân do Đồng Trần thống lĩnh thảo phạt Tôn Nho cũng không thuận lợi. So với Tây Xuyên Vương Kiến cùng với Hán Trung Dương Thủ Lượng, Tôn Nho thực lực là yếu nhược, có thể khiến cho Đồng Trần thống lĩnh tân quân nhiều lần gặp khó. Tôn Nho rất có thể đã nhận được sự trợ giúp của Giặc Hoa, mà Tôn Nho ra ngoài cũng là đường tắt để cho Giặc Hoa đi tới đi lui Đông Doanh. Giặc Hoa sẽ không dễ dàng cùng với Tôn Nho trở mặt quyết liệt. Bình thư có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không có được tin tức của Giặc Hoa khiến cho Trường Sinh có nhiều lo nghĩ. Nhưng cho dù lo nghĩ vạn phần, trước mắt cũng không làm được gì, bởi vì phe mình đám người đều chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong bốn người, chỉ có Thích Huyền Minh đã tấn thân xanh đậm đại động. Mặc dù có bổ khí linh vật gia trì tăng tốc, đám người đại đầu lúc này vẫn là tam động chính lam. Lúc này, thớt Hãn Huyết Bảo Mã ngựa con của Dương Khai đã miễn cưỡng có thể chở người. Nhưng đại đầu nuôi ấu ưng cũng chỉ có 40 mấy cân, ngay cả lông máu đều chưa từng hoàn toàn rút đi. Mọi thứ đều có âm dương hai mặt, kéo dài thời gian cố nhiên sẽ khiến cho thực lực phe mình càng thêm cường đại, nhưng kéo dài thời gian đối với đối thủ cũng đồng dạng có lợi. Ai cũng không biết phe mình nghỉ ngơi lấy sức trong khoảng thời gian này, Giặc Hoa cùng với những tên tiết độ sứ ý đồ xuyên tạc long khí sẽ làm ra cái gì. Thấp thỏm cùng lo nghĩ khiến cho Trường Sinh lo lắng, ăn ngủ không yên. Nhưng trước mắt phe mình chuẩn bị không đủ, vội vàng khởi hành, hậu hoạn vô tận. Yêu sầu buồn bực nhiều ngày, Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới một người, Trần Miểu. Kẻ này chính là quan viên lễ bộ, trước đây một đường có liên hệ với người Đông Doanh tới đại đường mưu sinh. Hắn hiểu tiếng Đông Doanh cũng là do kẻ này dạy. Kẻ này đối với Đông Doanh tình huống có nhiều hiểu rõ, có thể gặp người này xác định một chút thời gian từ Trung Thổ đi Đông Doanh yêu cầu ở trên biển phiêu bạt bao lâu. Đêm khuya bái phỏng Trần Miểu, Trường Sinh tâm lý nắm chắc Trần Miểu đối với Đông Doanh tình huống quả nhiên hiểu rõ vô cùng. Trước đây hắn vẫn cho rằng Đăng Châu cách Đông Doanh gần nhất, nhưng Trần Miểu nói Giang Hoài, Hoa Đình huyện mới là địa phương của đại đường gần nhất với Đông Doanh. Từ Hoa Đình huyện ra biển, nếu như xuôi gió thuận dòng, nhanh nhất chỉ cần nửa tháng liền có thể đi đến Đông Doanh. Nếu như ngược gió, thời gian cần thiết liền sẽ gấp bội. Tháng 9, tháng 10, Đông Hải Tây gió chiếm đa số. Gió Tây là thổi về hướng Đông, cho nên Giặc Hoa về nước là thuận gió, nhưng bọn hắn trở về đại đường chính là ngược gió. Hơn nữa mùa đông tới gần, gió Tây càng lúc càng lớn, cái này cũng kéo dài thời gian bọn hắn trở về đại đường. Lợi và hại đối hướng, đại khái tính ra một lần đi tới đi lui cũng yêu cầu 50 ngày. Ngoài ra, Giặc Hoa về nước còn cần thời gian nhất định tiến hành chuyển giao chuẩn bị, thời gian chí ít cũng cần 1 tháng. Sở dĩ tính ra là 1 tháng là xây dựng trên cơ sở Giặc Hoa không cách nào thông qua bổ câu đưa tin cùng với Đông Doanh truyền lại tin tức. Bổ câu đưa tin mặc dù có thể bay mấy ngàn dặm, lại không phải một hơi bay ra mấy ngàn dặm. Phi hành trên đường, bổ câu đưa tin yêu cầu cần rơi xuống đất nghỉ ngơi. Lúc này, bổ câu sức chịu đựng tốt nhất cũng chỉ có thể liên tục phi hành 1 canh giờ, mà 1 canh giờ bổ câu đưa tin nhỏ nhất bay ra 500 dặm. Trên đại dương rất là bao la, bổ câu đưa tin rất khó tìm được chỗ tốt. Nếu như khí lực hao hết, cũng chỉ có thể rơi xuống nước chết đuối. Kết hợp với những lời của Trần Miểu để mà cân nhắc, Trường Sinh cuối cùng có được một cái thời gian tương đối công bằng, chính là 3 tháng. Mà hắn vì bản thân dự lưu thời gian cũng chính là 3 tháng. Trở lại vương phủ, Trường Sinh tâm tình thật tốt, thời gian miễn cưỡng đủ, không cần suốt ngày lo lắng đề phòng. Nên ăn một chút, nên uống một chút, cũng không phải suốt ngày ra ngoài sống phóng túng. Đám người đại đầu muốn luyện khí tập võ, chỉ khi đám người mỏi mệt, Trường Sinh mới mang đám người đi ra ngoài giải sầu. Theo thời tiết chuyển lạnh, ấu ưng dần dần rút đi lông máu màu trắng. Đại đầu trước đây đã từng cho rằng nó là một con bạch vũ cự ưng,
Sau khi rút đi lông máu mới phát hiện vật này cũng không phải là ưng mà là chim điêu. Chim điêu cùng với ưng cũng có phân chia. Điêu hình thể so với ưng lớn hơn, tính tình cũng hung mãnh hơn so với ưng. Hơn nữa, hai chân lông vũ dị thường tốt, mà chân ưng cơ hồ không có lông vũ. Ngoài ra, đại điêu lông vũ cũng không phải là màu trắng, mà là toàn thân hoàng kim, rất là uy vũ, khiến cho đại đầu vui vẻ phi thường. Nhưng phiền não cũng theo đó mà đến. Mặc dù Trường Sinh trước đây từng nói ấu ưng sau khi lớn lên không nhất định vẫn là màu trắng, nhưng đại đầu lại không tin, bởi vì ấu ưng là con ưng cái. Đại đầu liền tham khảo, bắt chước Hắc công tử cho ấu ưng đặt một tên là Bạch cô nương. Nhưng thấy Bạch cô nương dần dần biến thành Hoàng cô nương, đại đầu liền muốn đổi tên. Thế nhưng Bạch cô nương đã thành thói quen xưng hô như thế. Lúc kêu Hoàng cô nương, nó cũng không hiểu ý. Thấy tình hình này, đại đầu chỉ có thể đâm lao theo lao, tiếp tục gọi nó là Bạch cô nương. Sau khi rút đi lông máu, Bạch cô nương sức ăn càng tăng nhiều. Mỗi ngày đều có thể ăn tới mười mấy cân thịt dê. Bất quá, đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì chim non đến mùa đông đều phải rời tổ một mình sinh hoạt. Tất cả mọi người tập võ luyện công, Trường Sinh cũng không nhàn rỗi. Hắn am hiểu nhất chính là cận thân giao chiến, mỗi ngày luyện tập cũng là cận thân giao chiến. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng tới Long Uy, nhưng lại chưa học tập đao pháp. Bởi vì một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Người sống một đời cũng không cần thiết mọi thứ đều thông thạo, như thế chỉ sẽ tự dưng phân thần, khó đạt được cực hạn. Ngoài ra, trước mắt ngắn ngủi an nhàn cũng không để cho Trường Sinh lười biếng. Thời khắc sống yên ổn, nghĩ đến ngày ngày gian uy, mỗi lần đều cùng mọi người quần ẩu loạn đấu. Lúc động thủ đương nhiên sẽ không sử dụng linh khí tu vi, nhưng hắn lại cho phép đám người đại đầu sử dụng binh khí. Mấy người sử dụng đều là thần binh lợi khí, không cẩn thận liền có thể ngộ thương người khác. Mà Trường Sinh muốn chính là loại hiệu quả này. Tất cả mọi người đều ra hết toàn lực, ai cũng không cho phép tàng tư lưu thủ. Mà hôm nay Trường Sinh độc đấu 4 người, ngày mai Trường Sinh đại đầu đối chiến với 3 người Dương Khai. Trở đi đổi lại như vậy, đã diễn luyện võ nghệ lại tăng lên ăn ý. Chỉ có quen thuộc chiến hữu chiêu thức cùng xáo lộ, ngày sau hỗn chiến mới có thể ăn ý phối hợp. Thích Huyền Minh thích nhất cùng Trường Sinh đánh nhau, nhưng mỗi lần thua đều là hắn, bởi vì Trường Sinh không có chiêu thức cố định cùng với xáo lộ. Chỗ chết người nhất chính là Trường Sinh có thể lợi dụng thân thể từng bộ phận bảo trì cân bằng, luôn luôn có thể từ không thể tưởng tượng được góc độ thì xuất ra chiêu thức không thể tưởng tượng được. Mặc kệ làm chuyện gì đều muốn bắt lấy bản chất. Võ công cũng là như vậy. Trên đời có vô số loại võ công chiêu thức, tuyệt đại bộ phận chiêu thức đều là từ tứ chi phát ra. Muốn luyện võ công giỏi, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem tay trái luyện theo tay phải đồng dạng thuần thục, đem hai chân luyện theo hai tay đồng dạng quen thuộc là đủ. Đám người không nguyện ý nhất chính là cùng đại đầu tỉ võ, bởi vì đại đầu luôn khắp nơi nhảy tung, bắt hắn không được. Đại đầu lúc này đã đem Phủ Phong chân nhân truyền thụ Tiên Nhân Khiêu diễn luyện thành thạo, thần pháp cùng với Trường Sinh Truy Phong Quỷ Bộ đồng dạng quỷ dị huyền bí, khó mà dự đoán. Mặc dù tên là diễn luyện, kỳ thực cùng thực chiến không khác, mỗi người đều có khác biệt phân công. Dương Khai cần làm chính là ở thời điểm hỗn chiến nhanh chóng vì mấy người truyền tống linh khí. Truyền tống linh khí yêu cầu tứ chi tiếp xúc, như thế nào ở trong thời điểm kịch liệt đánh nhau bảo trì tiếp xúc với thân thể của đối phương, đây là yêu cầu mà đám người cần phải quen thuộc nắm giữ. Ngoài ra, đang lúc vì chiến hữu truyền tống linh khí, Dương Khai không cách nào toàn lực tiến công phòng thủ người tiếp nhận linh khí, như thế nào tiếp nhận linh khí đồng thời cam đoan Dương Khai an toàn cũng là nội dung diễn luyện. Dương Khai không chỉ có thể đem linh khí tự thân truyền tống cho đồng đội, cũng có thể lợi dụng Chu Thiên Thần Công hấp thụ linh khí của đối thủ. Đây cũng là đòn sát thủ của Dương Khai, chỉ cần bị chạm đến thân thể, tự nhiên linh khí sẽ nhanh chóng trôi qua. Vạn nhất bị bắt lấy bả vai hoặc cánh tay, cơ hồ không có khả năng chạy trốn. Dư nhất chính nhãn pháp tàng cũng được mọi người diễn luyện liệt kê, bởi vì tất cả mọi người đều có tọa kỵ, thời điểm lâm trận đối địch không có khả năng tách ra chiến hữu cùng với tọa kỵ một mình chạy trốn. Cho nên chính nhãn pháp tàng
phá vỡ hư không huyền môn cũng không phải là dùng để chạy trốn, mà là dùng để nhanh chóng chuyển di. Duy nhất có thể đem hư không huyền môn mở ra ở sau lưng đối thủ. Đám người yêu cầu quen thuộc chính là sau khi huyền môn mở ra có thể nhanh chóng tiến vào vị trí, sau đó lập tức đối với đối thủ phát động công kích. Cùng với so sánh của đám người trường sinh, Dư Nhất công phu xem như là yếu nhất trong 5 người, nhưng nàng có thể lợi dụng chính nhã pháp tàng tự hành lệch vị trí. Cái này khiến cho nàng trở thành người khó đề phòng nhất trong 5 người, bởi vì ai cũng không biết nàng tiếp xuống sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Hơn nữa diễn luyện quen thuộc, Dư Nhất thi triển ra chính nhã pháp tàng thời gian càng lúc càng ngắn, cơ hồ có thể trong nháy mắt mở ra hư không huyền môn. Lại thêm vô tiễn thần cung bắn ra mũi tên chính là tùy theo linh khí tự thân của Dư Nhất ngưng tụ mà thành, xen vào hư thực, đối thủ chỉ có thể trốn tránh hoặc là ngạnh kháng, căn bản không cách nào đón bắt. Trong nháy mắt lại hơn một tháng, Dương Khai thuận lợi tấn thân xanh đậm đại động. Đại đầu cùng Dư Nhất cách xanh đậm linh khí cũng đã gần trong gang tấc.